400.000 rõ ràng đi đúng đường rồi, bà bảo quay lại, quay lại. Quá gì con đến đây đâu, con đến đây đứng một lại, con đi thẳng lên, đi thẳng lên, bà bảo nó quay lại, quay lại đi. Ngôi biệt phủ ở Đông Anh. Vâng. Ít cắn hơn. Mày mặc đây. Chụp nào cho chân nó dài đi nhá. Ừ. Tôi sẽ từ dưới chụp lên chân dài luôn. Ừ, ok nhá. Chân này bà đẩy mày nhé. Đấy không nào, mọi con đứng ở đây này. Vâng, vâng, đúng rồi, con không thấy. Một tòa lâu đài tình ái. Đây là nhà của công chúa. Công chúa gì nhỉ? Kim Loan. Kim Loan đúng rồi. Rồi đi lên đây bà đẩy bánh kẹo. Hoa hương lan triệu. Đây là kẹo nhá. Cho một hoa hương tranh đi mà. À, bức tranh này là bà Lan và ông Triệu đang về quê ngồi nghỉ ở Đồng Dâu. Đúng. Sao nhìn đấy khá là tốt rồi. Bà dặn đi. Bây giờ cho bà bàn trải cả cái sảnh. Hai Đồng Dâu thể hiện ra thì lo. Xin nhờ Huy Hoàng. Bà Lan đang ngồi uống nước. Đang múa bài gì bà? Anh Lạ ơi, sao đỏ ơi, đấy. Đi đứng Lạ ơi, sao đỏ ơi. Đáng nói lên là sao? Khi mà thì hai tàu, hai thuyền của người con. Đấy, hai là xanh cá, non đủ nhá, đầy cá nhá. Bà Lan ơi,
Hả? Ai ốp thì mà. Đây là Phù Lưu, tên bà Loan và ông Trẻo. Đấy, sờ. Nắng lắm, nắng gì? Tôi có lên tí nữa. À, Hoàng lên tí nữa, quay ra đây này một cái. Vâng. Công chúa và hoàng tử đấy. Công chúa nó sinh luôn hai thiên thần với kia đấy. Hiểu đấy. Oh!